Trước khi về nước gặp Lý Hùng, Diễm Hương trải qua nhiều thăng trầm. Trong số những mỹ nhân Việt những năm 90 thì Diễm Hương được xem là thần tượng của biết bao khán giả trẻ thời đó. Cái tên của cô phủ sóng khắp nơi khi cô liên tục góp mặt trong các bộ phim ăn khách, những bộ ảnh lịch hút mắt. Đến nay sau thời gian dài im hơi lặng tiếng, cái tên Diễm Hương vẫn có sức hút nhất định, đặc biệt là trong lần về nước gần đây. Minh tinh số 1 màn ảnh, nữ hoàng ảnh lịch một thời. Những năm 90, trào lưu phim mì ăn liền xuất hiện, đây là cơ hội để những gương mặt diễn viên xinh đẹp được khán giả biết đến. Khi ấy, Diễm Hương trở thành cái tên được săn đón, nhất là kể từ khi cô tham gia phim Phạm Công Cúc Hoa cùng bạn diễn Lý Hùng. Lợi thế về nhan sắc giúp cô được công chúng gọi là Ngọc Nữ Tinh Khôi hay đệ nhất mỹ nhân màn ảnh Việt. Thời kỳ này, Diễm Hương có mặt trong hầu hết các bộ phim ăn khách lúc bấy giờ như Hai Lúa Phiêu Du, Sơn Thần Thủy Quái, Kiều Nguyệt Nga, Tình Xa, Nước Mắt Học Trò, Vòng Vây Tội Lỗi, Tình Yêu Một Thuở, v.v. Ở thời kỳ tỏa sáng nhất, nữ diễn viên đã để lại hơn 60 vai diễn. Trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, tên tuổi của nữ minh tinh luôn gắn liền với Lý Hùng. Cả hai đã trở thành hiện tượng của phim ảnh Việt những năm thập niên 90. Nam diễn viên từng kể với báo Dân Việt: "Ngày xưa chúng tôi mà đến ở khách sạn nào là khách sạn đó hư hỏng hết vì khán giả kéo đến quá đông. Có một lần đi diễn ở Đà Nẵng, chủ khách sạn mới bảo Lý Hùng và Diễm Hương ra đứng ở ban công để khán giả đừng có đòi lên gặp. Hôm đó Diễm Hương mặc áo dài, đội nón rộng vành ra đứng ở ban công 20 phút, chỉ làm đi làm lại đúng 3 động tác, vẫy tay chào, nhếch miệng cười, hôn gió. Cô ấy dễ thương lắm lắm luôn." Về sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, đôi mắt sáng, gương mặt thanh tú và làn da trắng hồng, nữ diễn viên sinh năm 1970 không chỉ phủ sóng trên phim ảnh mà còn trên cả lịch tường và nhiều ấn phẩm thời bấy giờ. Cô được xem là một trong những nữ hoàng ảnh lịch đắt giá nhất lúc ấy. Cú lừa tình cảm của tên Việt Kiều khiến Diễm Hương bẻ bàng. Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Diễm Hương gặp và yêu một người đàn ông tên là Doan Minh, người Mỹ gốc Việt. Gắn mác một Việt Kiều giàu có, lịch sự, người này đã hạ gục trái tim nữ thần tượng của hàng triệu khán giả trẻ Việt Nam. Những tưởng sẽ có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên Đức Lan Quân, nhưng ai ngờ trong lễ đính hôn, chồng chưa cưới của Diễm Hương lộ nguyên hình là một tên lừa đảo khi đã thực hiện hai vụ lừa chiếm hai viên kim cương. Sự việc khiến nữ diễn viên bẻ bàng với khán giả cả nước. Được biết, Doan Minh trở thành tội phạm truy nã quốc tế từ năm 1983, nhưng hắn đã nhanh chân chạy trốn sang Đài Loan và thay đổi danh tính. Sau đó hắn ngang nhiên nhập cảnh sang Việt Nam hoạt động phạm pháp, rồi sang cả Campuchia. Trước sự đạo mạo và tài ăn nói của người đàn ông này, Diễm Hương đã siêu lòng và đồng ý khi hắn ngỏ lời cầu hôn. Doan dự định tổ chức một buổi tiệc nhân dịp sinh nhật hắn và làm lễ đính hôn với nữ diễn viên. Không ai ngờ rằng tất cả mọi động thái ấy chỉ là để thực hiện âm mưu lừa gạt. Một ngày năm 1997, tên này mặc bánh bao xuất hiện tại buổi tiệc khách sạn 5 sao New World cùng Diễm Hương. Cô diễn viên nổi tiếng của dòng phim Thị Trường Việt Nam do quá ngất ngây trong hạnh phúc mà không biết rằng mình sắp trở thành nạn nhân trong kế hoạch của tên lừa đảo. Khi đã thực hiện được âm mưu chiếm đoạt hai viên kim cương, tên này đã nhanh chóng ra sân bay để về Campuchia. Trong buổi tiệc hôm đó, từ nhân vật chính của lễ đính hôn, Diễm Hương trở nên lạc lõng vì thiếu chú rể. Nhưng cảm giác đau đớn vì gặp cú lừa tình cảm mới là điều khiến cho nhiều người xót xa hơn cho nữ diễn viên. Một mỹ nhân ngoan hiền, có lối sống sạch, không bao giờ có scandal, lại gặp phải biến cố này là điều không ai ngờ. Giải nghệ sau cú sốc, an nhiên lập gia đình, con cái đề huề. Sau vụ án lừa đảo kim cương mà Doan Minh thực hiện gây chấn động Sài Gòn năm 97, người chịu nhiều điều tiếng và đau đớn nhất là diễn viên điện ảnh Diễm Hương. Bởi dù muốn dù không, cô cũng không thể tránh khỏi những búa rìu dư luận, những lời xì xào bàn tán của những kẻ ác miệng. Một thời gian dài sau đó, Diễm Hương tránh xuất hiện trước dư luận để xoa dịu đi vết thương của mình. Nhưng đó hẳn là việc không dễ. Lần duy nhất cô chính thức xuất hiện là trong một buổi trình diễn thời trang cùng với người bạn cũ Mộng Vân những năm 2000. Dù được các đạo diễn nhà làm phim tha thiết mời tham gia các dự án, nhưng cô kiên quyết từ chối. Hoa khôi áo dài Thu Hương chia sẻ trên ký ức vui vẻ rằng mình từng được chạm trán thần tượng cách đây vài năm và mời cô tham gia một số sự kiện giải trí. Nhưng người đẹp nhận về cái lắc đầu vì cựu minh tinh không còn muốn hoạt động showbiz. MC Quyền Linh cũng tiết lộ mình có dịp gặp lại Diễm Hương khi cô về Việt Nam và gặp một số anh chị em nghệ sĩ như Ngọc Hiệp, Lê Tuấn Anh. Anh cho biết ngoại hình của nữ diễn viên có phần thay đổi, nhưng gương mặt vẫn xinh đẹp, đôi mắt vẫn trong veo. Được biết Diễm Hương bây giờ đã có chồng và sinh 4 con, nữ diễn viên kết hôn với một luật sư hơn cô 18 tuổi hồi năm 2000. Mỹ nhân Sài Thành, một thời định cư tại Malaysia.
cô tránh tiếp xúc với dư luận, báo chí và cả hàng xóm xung quanh để bảo vệ quyền riêng tư. Mới đây, sau nhiều năm xa cách, cô bất ngờ hội ngộ lại bạn diễn Lý Hùng của mình. Đây là lần gặp gỡ đầu tiên sau gần 30 năm cả hai mất liên lạc với nhau. Nam diễn viên bồi hồi chia sẻ với báo Tiền Phong: "Thế hệ chúng tôi có sự đặc biệt là ai cũng nổi tiếng từ năm 18 tuổi, sớm hơn ngày nay nhiều. Từ khoảng 30 năm trước, cô ấy lập gia đình rồi biến mất luôn. Diễm Hương là người kinh tiếng nhất trong số những mấy nhân ảnh lịch, diễn viên điện ảnh ngày xưa. Bây giờ cô ấy cũng không dùng Facebook luôn." Chia sẻ thêm về cuộc sống của Diễm Hương, nam diễn viên gạo cội tiết lộ cô đã chuyển sang Mỹ sinh sống cùng chồng con. Cô lúc nào cũng vô tư yêu đời và trẻ trung. Theo như lời mà nữ diễn viên chia sẻ với đàn anh, điều này khiến khán giả thầm mừng cho cô sau những thăng trầm mà cô đã phải trải qua trong quá khứ.